100 người đến từ 26 quốc gia trong danh sách năm nay hoạt động ở các lĩnh vực như công nghệ, chính trị, kinh doanh, truyền thông, giải trí và các tổ chức phi chính phủ. Trong số đó có 24 nữ doanh nhân dẫn đầu các doanh nghiệp với tổng mức doanh thu năm 2012 là 893 tỷ đô la Mỹ và 8 vị nguyên thủ quốc gia với tổng sản phẩm quốc nội của cả 8 nước này là 9,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đứng vị trí thứ hai trong danh sách là tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff, tiếp đó là phu nhân của nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates, bà Melinda Gates. Vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt vinh danh phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama và cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Những gương mặt lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng của Forbes là tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, chủ tịch tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin, bà Marilyn Hewson và hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tony Burch và Sarah Blakely. Đặc biệt, một số nhân vật như bà Hillary Clinton, người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền Ấn Độ bà Sonia Gandhi luôn góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes kể từ khi nó ra đời cách đây 10 năm. Đại diện cho làng giải trí trong bảng xếp hạng năm nay có nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie, ca sĩ Shakira và Lady Gaga, siêu mẫu Gisele Bündchen. Đây là năm thứ 10 tạp chí Forbes đưa ra danh sách 100 phụ nữ có sức mạnh lớn nhất thế giới, dựa trên sự giàu có, tần suất xuất hiện trên truyền thông và sức ảnh hưởng của họ.